Tập 40. Kéo xe đi. Mày kéo xe. Kéo xe đi cô nương ơi. Mày. Thái hậu, cẩn thận, từ từ thôi. Mang thâu đi. Mang thâu đi. Mang thâu. Thái hậu. Lã đại nhân. Lã Bất Di là hắn thật sao? Lã đại nhân. Ngọc Nhi, ta biết chắc nàng sẽ đến. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng ấy. Thái hậu đã tới đúng như lời hẹn của ông. Ông không được làm hại người. Kiếp này nàng ấy là nữ nhi của ta, cô sợ cái gì chứ? Thái hậu, còn chờ người bên ngoài. Lã đại nhân. Quả nhiên chàng vẫn chưa quên ta. Chàng bỏ đi đâu vậy? Chàng có biết là lúc nào ta cũng nhớ chàng không? Gặp ta nàng không bất ngờ sao? Lẽ nào nàng không biết Đại Dương từng tới Lạc Dương gặp ta sao? Ta quên rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là chàng ở đây, ta cũng ở đây, không phải được rồi sao? Có phải chính nhi không tốt với nàng không? Sao nàng lại tiều tụy như vậy? Trong mắt của Lã đại nhân, ta không còn xinh đẹp nữa sao? Chàng không thích ta nữa sao? Không cần ta nữa sao? Ngồi xuống đi. Nàng già rồi, ta cũng già rồi. Thôi bỏ đi. Hôm nay ta tới gặp nàng vì có vài chuyện cần phải thương lượng với nàng. Chúng ta có chuyện gì không thể thương lượng được chứ? Nhưng mà ta cứ nghĩ chàng sẽ đưa ta đi chơi. Nói với Chinh Nhi, kêu nó lĩnh quân Tần ra khỏi thành Hàm Đan, ta sẽ ép Triệu Dương Thiên thoái vị cho Triệu gia thượng vị, sau đó bắt Triệu gia thần phục nước Tần. Không cần một binh một tốt nào, nước Triệu cũng thành chư hầu của Tần. Thì ra chuyện chàng muốn thương lượng với ta là chuyện này. Thái hậu, chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan tới tương lai của ba chúng ta. Nàng đừng giả ngốc với ta nữa. Ta cứ tưởng chàng muốn nối lại tình xưa với ta. Ta cứ tưởng chàng muốn nói về chính nhi của chúng ta. Thái hậu, chàng có biết không, chính nhi thay đổi rồi. Nó không còn hận ta nữa. Ta nghĩ Có lẽ cả ba chúng ta có thể trở thành người một nhà thật rồi. Thái hậu, nàng đừng ngây thơ quá. Tại sao nàng và ta phải đi tới bước đường này? Không phải do chính nhi sao? Chính nhi trời sinh nó như hổ lang, thống nhất sáu nước, trở thành người đứng đầu thiên hạ mới là số mệnh của nó. Những chuyện khác không quan trọng. Ta không nghe, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe những chuyện đó. Ta không muốn nghe nàng chuyện bình đó. Bình tĩnh lại đi Thái hậu. Hiện giờ Tần Triệu đang giao tranh, sự việc khẩn cấp. Nàng mau chóng quay về, thay ta chuyển lời với chính nhi. Nàng có hiểu không vậy? Ta không nói. Chàng không hề muốn đến thăm ta. Chàng không quan tâm ta, cũng không quan tâm chính nhi của chúng ta.
Thứ chàng quan tâm nhất là quyền mưu của chàng, đại nghiệp của chàng. Là bước gì? Ta không làm quân cờ của chàng nữa. Nàng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Mau thả ta ra. Thả ta ra. Thái hậu. Thả ta ra. Ngươi làm gì vậy? Là bức gì? Ông đang làm gì vậy? Mà thả thái hậu ra. Đừng qua đây. Nếu qua đây, ta sẽ giết thái hậu. Bình tĩnh đã. Bỏ đầu xuống trước đi. Về nói với Trinh Nhi, ta muốn đích thân gặp nó. Nếu nó không gặp ta, ta sẽ giết mẫu hậu của nó. Con nghe rõ chưa? Ông dám giết thái hậu, ta sẽ giết ông trước đó. Đừng giỡn trò nữa, lập tức đi ngay. Nếu không ta sẽ giết bà ta. Được, ta hứa với ông, ta sẽ tìm đại dương tới đây. Nếu như ông động tới một sợi tóc của thái hậu, ta không để cho ông đạt được mục đích của mình đâu. Vậy mới thức thời. Thái hậu, con sẽ quay lại cứu người. Chúng ta phái kỵ binh của nước ta ra trước, lệnh cho trung quân giờ tấn công, giúp bộ binh chủ lực mai phục gần doanh trại của đại quân nước Triệu, chờ trung quân và kỵ binh tiếp chiến rồi mới phái bộ binh ra. Lý Mục dùng binh như thần, suy nghĩ sâu xa, quả nhiên suy đoán. Hắn nhìn thấy kỵ binh thâm nhập trung quân, sao biết trong rừng cây có mai phục, có thể hắn sẽ kéo trung quân ra sau, giữ cho kỵ binh vào rồi phản công chúng ta. Nếu đúng như vậy, kỵ binh mai phục trong rừng của chúng ta không chi viện được kỵ binh, kỵ binh sẽ bị tiêu diệt, còn chúng ta cũng chẳng được kết quả gì. Đại Dương, nếu tướng lĩnh bình thường thì không sao, nhưng đối phương lại là Lý Mục. Lý Mục không chỉ giỏi binh pháp, kinh nghiệm còn rất phong phú, còn là một tướng lĩnh có tầm nhìn. Với hắn mà nói, kế hay nhất là không có kế. Không có trận pháp là ma trận. Cho dù quân địch có dùng cách gì cũng sẽ nằm trong dự tính của hắn. Cho dù có nằm ngoài dự tính, hắn cũng có thể mau chóng tìm cách giải quyết. Đại Dương, mạc tướng vô dụng, xin đại dương giáng tội. Dương Tiễn, đứng lên. Dương Tiễn, đây không phải là vấn đề của Khanh. Lý Mục đúng là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Có điều, quả nhân cũng không phải là không có cách. Chẳng lẽ đại dương có diệu kế gì sao? Tôn Tử viết: người không đánh mà hạ được địch mới là người giỏi nhất. Quân Tần chúng ta tiếp tục tiến vào nước Triệu. Mọi người chú ý quan sát tình hình. Dạ, dạ. Lã đại nhân đâu? Đại nhân có việc quan trọng ra khỏi phủ vài hôm rồi. Lớn chuyện thật rồi. Sao ngày ấy lại ra khỏi phủ ngay lúc này vậy chứ? Công tử à, xảy ra chuyện gì vậy? Quách Khai nhận được bức thư mật, nói là Lý Mục tướng quân đã cấu kết với lại nước Tần. Bây giờ trong cung đang náo loạn cả lên kìa. Lý Mục, Lý đại nhân à, không thể nào như vậy được. Bổn cung cũng cảm thấy là không thể nào. Chỉ là bây giờ chứng cứ xác thực, lại thêm đại dương đối với Lý Mục đã có sự nghi kỵ, chỉ sợ đây là quả vô tình rơi xuống đầu mà thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta định tìm Lã đại nhân bàn kế sách. Bây giờ Tư Không Mã, ông phải tìm được ngài ấy đó. Lần này đại nhân ra ngoài không căn dặn là đi đâu, trước mắt chỉ có thể đợi thôi. E là lúc đại nhân về thì đã không còn kịp nữa rồi. Go!
Bẩm tướng quân, quân Tần không địch lại quân Triệu, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đây là kế của Dương Tiễn, hắn muốn dụ địch vào núi, truyền lệnh xuống dưới bảo trung quân không được đuổi sâu. Dạ. Tướng quân, ngài quả nhiên liệu việc như thần, bước này của quân Tần đã bị ngài phát hiện ra, e rằng không tới mấy canh giờ nữa phải lui quân rồi. Đừng vui mừng quá sớm, Tần Dương Doanh Chính không phải dễ đối phó đâu. Nếu hắn dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nước Tần tuyệt đối sẽ không lớn mạnh như ngày hôm nay. Chắc chắn hắn còn dài nước cờ chưa đi, tốt nhất chúng ta vẫn phải cẩn thận đi. Dạ. Chờ. Lý Mục tiếp chỉ. Lý Mục tiếp chỉ. Chờ. Lý Mục tiếp chỉ. Đám nhân mã này là từ Dương Cung tới đây. Lẽ nào đại dương xảy ra chuyện gì? Không lẽ là quân Tần đánh Triệu không được nên phái thích khách âm thầm hành thích đại dương? Doanh Chính tính tình kiêu ngạo, chuyện như vậy hắn không làm đâu. Nhưng mà ngay lúc này Dương Cung phái kỵ binh tới đây cũng chẳng tốt lành gì. Ồ. Đội kỵ binh Dương Cung truyền chiếu thư đến Lý Mục tiếp chỉ, cận tiếp chỉ vụ đại dương. Đại tướng quân Lý Mục, tư thông nước Tần, ý đồ hại Triệu, tội chứng rõ ràng. Quả nhân lệnh Lý Mục lập tức cả ân soái về Hàm Đan Dương Cung thẩm vấn. Tiếp chỉ. Làm sao như vậy được? Sao Lý tướng quân lại? Tướng quân à, Doanh Chính à Doanh Chính, ta thật sự không ngờ ngươi lại dùng đến cái ly gián này. Ta còn nghĩ là ngươi thật lòng muốn quyết đấu với ta. Đúng là không ngờ. Tội tướng Lý Mục, đừng ở đây rời ra nữa, còn không mau giao ẩn sói ra đây. Ngươi nói ta tư thông quân Tần, có chứng cứ xác thực? Chứng cứ đâu? Hôm nay không đưa ra chứng cứ, Lý Mộ không phục. Ngươi và Tần Dương tư thông thư tín, sớm đã bị Quách Khai Quách đại nhân thu thập đầy đủ, bây giờ đang nằm ở trong tay đại dương. Đại dương cũng đã xem qua rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ? Thư tín hả? Lý Mục ta chưa bao giờ gửi thư cho Tần Dương, ăn nói hàm hồ. Trên dưới nước Triệu không ai không biết bút tích của ngươi, hơn nữa còn là do đại dương kiểm tra. Lẽ nào ngươi nói đại dương hàm hồ sao? Ngươi muốn tìm bút tích của Lý Mục ta khó lắm sao? Nhất định là Doanh Chính tìm vĩ sĩ giang hồ để ngụy tạo bút tích của ta, sau đó gửi bức thư đến nước Triệu. Sao các ngươi có thể tin chuyện hoang đường như vậy được? Đúng vậy, chắc chắn là giả mạo rồi. Tội tướng Lý Mục, bảo ngươi giao đại ấn ra, ngươi lại lắm lời như vậy, có phải là có tật giật mình hay không? Người đâu, bắt lại. Ai dám chứ? Dừng tay, bỏ kiếm xuống. Nhưng mà tướng quân, chuyện này nhất định là âm mưu của nước Tần. Nếu ngài giao ấn soái ra, quân Triệu chắc chắn đại bại rồi. Nếu bây giờ các ngươi đánh nhau, tiền tuyến thấy tướng quân phản quốc, không nghe hiệu lệnh Triệu Dương, cũng làm giảm sĩ khí, chắc chắn đại bại. Vậy lẽ nào tướng quân ngài định giao ấn soái ra về Dương Cung sao? Trở về Dương Cung thì không thể nào. Tức là người muốn kháng chỉ sao? Chẳng qua các người muốn lấy ấn soái thôi. Ta có thể cho ngươi. Người đâu, lấy ấn soái cho ta. Cầm đi.
Lý Mục ta cả đời trên lưng ngựa, trung thành vì nước, chưa từng hài lòng. Triệu Dương đã không tin ta, ta chỉ có thể đứng đây lấy cái chết minh oan cho mình. Sao quân lại về đây? Quân trấn thủ bên ngoài mà. Ta thống lĩnh quân sĩ thề chết, trấn thủ Hàm Đan từ 20 dặm ngoài thành, thất bại rút lui, không còn tướng quân Lý Mục. Quân đại triệu ta đã đại bại rồi, không thể nào ngăn cản được. Tất cả là vì ngươi, vì tên hôn quân nhà ngươi, là ngươi giết chết Lý Mục. Còn ngươi nữa, Quách Khai, ngươi chính là tên gian thần hãm hại đại triệu từ trước tới nay. Hôm nay ta phải giết ngươi, an ủi vong linh Lý tướng quân ở trên trời. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Đại Dương, Đại Dương, đừng giết ông ấy. Giết ông ấy rồi bỗng dưng phải làm sao? Vậy ta sẽ giết luôn ngươi. Ngươi đã giết chết Lý Mục, mã tánh nước triệu hận ngươi thấu xương, sẽ không có ai thương xót ngươi đâu. Công tử. Công tử à? Công tử. Công tử. Mà công tử. Không được đâu công tử. Đừng mà. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Triệu gia, huynh, huynh nghe ta nói, hai chúng ta là huynh đệ, bây giờ huynh giết ta cũng không cản được quân Tần, chỉ bằng để bổn vương đi cầu hòa với Tần Dương. Như vậy nói không chừng đại triệu vẫn còn chút hy vọng. Công tử à, không thể giết Đại Dương được. Vậy chúng ta phải làm là bảo vệ đại triệu. Phải bảo vệ đại triệu thì mới có hy vọng. Thay vì cứ đối đầu với Tần Dương, chi bằng chúng ta dân thành đầu hàng. Nói không chừng đại triệu còn có cơ hội sống sót, còn một chút hy vọng. Công tử à, bỏ kiếm xuống trước đã. Bỏ kim xuống trước đã. Mời. Là đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Đại triệu ta sắp vong quốc rồi, mà ngài vẫn ở đây thảnh thơi vậy hay sao? Công tử cứ yên tâm đi, mấy hôm nay ta không ở phủ là để làm chuyện này. Doanh Chính sẽ tới gặp ta, ta sẽ khuyên hắn ép Triệu Thiên thoái vị. Lúc đó Dương vị sẽ thuộc về công tử. Ngài có bản lĩnh gì bắt Doanh Chính gặp ngài chứ? Lúc đầu hắn muốn giết chết ngài, bây giờ thay đổi rồi sao? Huống hồ gì, nếu Doanh Chính quyết tâm muốn diệt Triệu, bổn cung lấy Dương vị này thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ trong tay lão phu có nhược điểm của Doanh Chính. Nếu hắn tới Hàm Đan sẽ nhớ lại hồi ức tuổi thơ. Dù hắn có tàn ác cỡ nào thì trên thế gian này luôn có những thứ hắn không thể quên. Công tử yên tâm đi, hắn không thể không đến. Ngài và Doanh Chính hẹn nhau ở đâu? Quán rượu Hàm Đan. Xin công tử chờ tin tốt của lão phu. Được, bổn cung tin ngài thêm một lần. Lại bất gì, bổn cung đã nâng đỡ ngài, ngài đừng quên chuyện đó. Nếu như không có bổn cung, ngài chỉ là một cái xác chết ở trong thành Lạc Dương. Đừng khiến bổn cung thất vọng nữa.
Ở đây mời đại dương xem qua. Không cần đâu, Thứ Hàng để quả nhân hồi cung sẽ xem. Đưa ngọc quà thi lễ cho ta. Dạ. Lê Nhi, ngọc quà thi này là miếng ngọc đẹp nhất của sáu nước, nhưng nếu đem miếng ngọc so sánh với nàng thì quả nhân lại cảm thấy ngọc quà thi này vẫn còn kém xa. Đa tạ đại dương, miếng ngọc này quả thật rất đẹp, nhưng nó được đổi bằng mạng sống của đại tướng Lý Mục. Thần thiếp cũng thấy rất đau lòng thay cho bá tánh. Triều Dương có kết cục như hôm nay là do hắn tự chuốc lấy. Lý Mục tướng quân hy sinh quả thật đáng tiếc. Có điều nàng cứ yên tâm, chờ bốn dương về nước Tần sẽ lập bia tưởng niệm ngày ấy. Đại dương, thần thiếp có việc cần bẩm báo với người. Mấy hôm nay người lo việc công thành, thần thiếp sợ đại dương phân tâm, nên thần thiếp vẫn luôn ở đây chờ quân của đại tần đến. Thật ra thái hậu đã vào thành Hàm Đan rồi, đang ở trong thành chờ đại dương. Đại dương, cho dù xảy ra chuyện gì, người cũng phải bình tĩnh. Mẫu hậu, sao người đến Hàm Đan mà không nói trước?
chính nhi. Mẫu hậu có lỗi với con. Lã Bất Di, thì ra là ông vẫn còn sống. Ông vẫn luôn ở nước Triệu. Người khiến Đại Tần thắng trước bại sau vẫn là ông. Đứng sau thao túng cũng là ông. Con cũng không thể có thể nghĩ ra kế phản gián diệt Trừ Lý Mục. Lão phu tới chậm một bước, ta xem nhẹ con rồi. Chính Nhi, đừng gọi ta là Chính Nhi. Con nghĩ xem, thiên hạ bây giờ người có thể nắm giữ Càn Khôn thao túng cục diện có được mấy người chứ? Nếu như phụ tử ta liên thủ, thiên hạ sẽ sớm là của chúng ta. Mau cấm miệng cho ta. Chuyện tới nước này, con vẫn chưa hiểu lòng dạ ta hay sao? Danh dị quyền mưu phú quý đều có thể là phù du. Chính Nhi, con là hài nhi duy nhất của ta. Ta liều mạng sống tới hôm nay là muốn làm cho con hiểu. Ta chỉ muốn cùng con và mẫu hậu của con chia sẻ những thứ này, để ta cùng con trở về nước Tần. Sống lên! Thằng Dương, ngày chết của người đã tới rồi. Các huynh đệ, sống lên! Lã Bất Di, chuyện tới nước này, ông còn dám làm bẫy hại ta sao? Không phải ta, ta không hề chỉ thị cho ai hết. Không, Chính Nhi, không phải vậy đâu con, không phải như vậy đâu. Lã Bất Di, chàng mau giải thích đi, mau giải thích với Chính Nhi đi. Lệ Nhi, mau giúp ta khuyên Chính Nhi, không phải như vậy đâu, con mau khuyên nó đi. Ông lại gạt ta. Bao nhiêu năm nay ông luôn dối gạt ta. Ông muốn dương diện của quả nhận tới như vậy hay sao? Chính Nhi, con nhất định phải tin ta. Yeah.
Ô đại dương, ô đại dương. Đại dương à, quân Tần chém giết vào thành rồi. Vào thành rồi. Quả nhân giờ sao đây? Quả nhân đầu hàng rồi mà. Bây giờ còn sao? Còn cho hắn Ngọc Hòa Thị, sao hắn vẫn còn? Thần cũng không biết lý do. Quân Tần đột nhiên đại khai sát giới, bây giờ thành Hàm Đan như địa ngục trần gian, cũng không biết tới lúc nào sẽ xông vào đại điện Dương Cung nữa. Tên Tần Dương Doanh Chính này sao lại không giữ lời hứa vậy? Phải làm sao bây giờ? Triệu Gia đâu? Hắn đâu rồi? Dương Vị này hắn không cần nữa sao? Hắn muốn Dương Vị như vậy thì hắn phải thề chết bảo vệ đại Triệu chứ. Đại Dương à, giờ là lúc nào rồi? Giữ mạng trước đã, ông mau trốn đi thôi. Nhanh lên, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Triệu Thiên, ngươi muốn chạy sao? Nè Mẫn Đại, ta từng nghĩ đến cả trăm ngàn khả năng để trở về đây đứng trong cung điện này. Ta từng mong muốn làm dương phi của ngươi, làm nữ nhân duy nhất của ngươi. Nhưng ta rất hận ngươi. Ta hận ngươi vô tình. Ta hận ngươi phong lưu. Là ngươi, ngươi đã dẫm đạp lên ta. Là ngươi đã lừa dối ta. Ngươi nói bảo vệ ta hết kiếp này, ta sẽ theo ngươi trọn đời trọn kiếp. Buồn cười biết bao, đáng khinh biết bao. Thì ra nàng gả tới nước Tần là để trả thù ta sao? Đúng vậy. Triệu Thiên, ta hận ngươi, cho nên ta giúp Triệu Gia. Ta phải lôi ngươi xuống khỏi Dương Vị. Ta phải thấy ngươi sống không bằng chết. Xem ra bây giờ đại nghiệp phục vị của nàng và Triệu Gia cũng thất bại rồi. Thất bại? Tận mắt thấy nước Triệu mất đi trong tay của ngươi là sự trả thù hay nhất của ta. Mẫn Đại, nàng quá đáng thương rồi. Lẽ nào nàng không phải là người Triệu sao? Từ lúc ngươi không chọn ta làm thái tử phi, lúc ta gả cho Tần Dương Doanh Chính, ta đã quên mình là người nước Triệu rồi. Mẫn Đại trước kia chết từ lâu rồi. Mẫn Đại à, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, một đôi nam nữ bình thường trên đời, thì tốt biết bao nhiêu. Thành Hàm Đan, quả nhân đã trở lại.
trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng quả nhân cũng trở lại. Chắc các ngươi đều biết, trước kia quả nhân là Triệu Chính. Quả nhân từng ở trên con phố này. Tại con phố này, tất cả mọi người đều xem thường ta, tất cả mọi người ức hiếp ta. Chắc các ngươi biết rõ, sinh phụ của ta không phải Tự Sở, mà là Lã Bất Di. Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của ta. Triệu Chính ơi, Triệu Chính, huynh còn nhớ ta không vậy? Ta là Lý Sai đây, chúng ta chơi từ nhỏ tới lớn mà. Huynh tha cho ta đi, huynh tha cho ta đi mà, làm ơn tha cho ta đi. Đương nhiên quả nhân nhớ rồi, làm sao quả nhân quên người được chứ. Đứng lại, đứng lại, mau đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Năm đó mấy người các ngươi thường dây quanh sỉ nhục quả nhân, lúc đó các ngươi cưỡi lên ta, các ngươi tiếu trên đầu của quả nhân, ta không nhớ được hay sao hả? Ta không có. Ta thề suốt đời này sẽ không tha cho các ngươi. Giờ trở đi, ở trong thành Hàm Đan này sẽ không còn ai dám ức hiếp quả nhân nữa. Thái hậu e rằng bây giờ đã không còn cứu được nữa. Di thần y thuật yếu kém, xin phu nhân giáng tội. Ngài không cần tự trách mình, thái hậu vốn đã có bệnh trong người. Thái y, theo ngài thấy thái hậu còn được bao lâu? Mạch của thái hậu rất yếu, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt nhiều nhất, e rằng cũng chỉ một ngày nữa thôi. Được, ta biết rồi, ngài lui xuống đi. Tạ ơn phu nhân. Chính nhi, chính nhi của ta, chính nhi đâu rồi? Thái hậu, người đang còn yếu, đừng kích động. Ta muốn gặp nó. Nó đâu rồi? Phu nhân. Lý Trọng, đại dương có đi chung không? Lúc nãy đại dương cùng thần chiến đấu với quân Triệu gia, tấn công thẳng vào trong thành. Không biết tại sao, vừa chớp mắt một cái đã bị mất tích. Thần cứ tưởng là đó là đội hộ bổn quân đi theo đại dương, nhưng thật không ngờ bị đánh tan tác rồi.